những thách thức của Tổng Bí thư Tô Lâm trước ngày Quốc hội bầu tân Chủ tịch nước. Qua những hình ảnh mới nhất của Tổng Bí thư Chủ tịch nước tham dự Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào sáng ngày 17 tháng 10, có ý kiến cho rằng ông Tô Lâm hình như đang ở trong tình trạng khá lo âu. Có lẽ điều đó liên quan đến việc Quốc hội khóa 15 sẽ tiến hành bầu Chủ tịch nước mới trong kỳ họp thứ 8 bắt đầu từ ngày 21 tháng 10. Như thế, ông Tô Lâm có thể sẽ thôi vai trò nguyên thủ quốc gia và vai trò thống lĩnh các lực lượng vũ trang Việt Nam để tập trung công tác lãnh đạo đảng. Điều đó sẽ gây ra những hạn chế và ảnh hưởng đến công tác đối ngoại của ông trên cương vị Tổng Bí thư. Theo giới quan sát quốc tế, đây là điều ông Tô Lâm hoàn toàn không muốn. Nhưng trong bối cảnh tứ bề thọ địch giữa các thế lực thù địch trong nội bộ của đảng và cả Nga lẫn Trung Quốc, buộc ông phải chấp nhận. Thậm chí ông còn được cho là đã chủ động rút lui để mà giảm áp lực. Cũng theo một số đồn đoán, ông Tô Lâm sẽ không chịu lùi bước và tiếp tục ở lại trên cương vị Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước với mục đích tiếp tục thực hiện kế hoạch cải cách đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới. Tuy nhiên, đây không phải là chuyện muốn là được, bởi điều này phụ thuộc vào vấn đề có tính nguyên tắc đã được duy trì hàng chục năm nay. Đó là Đảng Cộng sản Việt Nam luôn cố gắng giữ vững truyền thống, lãnh đạo tập thể, cá nhân phụ trách, nhằm cân bằng cũng như khống chế quyền lực cá nhân. Việc ông Tô Lâm muốn tiếp tục kiêm nhiệm cả hai chức danh, đứng đầu đảng và nhà nước sẽ gây tổn hại đến nguyên tắc tập thể lãnh đạo nói trên. Đây chính là lý do vì sao một bộ phận lãnh đạo chiếm số đông trong Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã cương quyết phản đối. Không dừng ở lại đó, các tuyên bố của ông Tô Lâm kiểu như Việt Nam luôn luôn đứng về phía lẽ phải hình như đã khiến cho Bắc Kinh không hài lòng. Giữa lúc chính trường của Việt Nam đang nước sôi lửa bỏng, ban lãnh đạo Bắc Kinh đã chủ động mời Đại tướng Lương Cường, thường trực Ban Bí thư sang thăm Trung Quốc và về ý kiến Chủ tịch Tập Cận Bình. Ngay sau đó, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đến thăm Việt Nam trong 3 ngày với tuyên bố tiếp tục hỗ trợ Việt Nam duy trì con đường chủ nghĩa xã hội. Đây được cho là những tín hiệu từ Trung Quốc gián tiếp đe dọa Tô Lâm liệu thần hồn nếu cố tình trạch khỏi quỹ đạo của Trung Quốc. Những thay đổi về nhân sự cũng như đường lối đối nội đối ngoại của ông Tô Lâm trong một thời gian ngắn đã ảnh hưởng không nhỏ đến quyền lực cũng như quyền lợi của đám đệ tử trung thành với cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, vốn rất thân Trung Quốc. Theo một số nhận định, Trung Quốc đã và đang coi ông Tô Lâm có khuynh hướng ngả về phương Tây, và đây là một hiểm họa. Việc ông kiêm nhiệm hai chức vụ Tổng Bí thư và Chủ tịch nước là điều mà Bắc Kinh không thể chấp nhận, và Trung Quốc sẽ ngăn chặn bằng mọi giá. Một mặt, Trung Nam Hải gây sức ép lên ông Tô Lâm, mặt khác họ để ngỏ phương án dự phòng đưa tướng Lương Cường lên làm Tổng Bí thư tại Đại hội Đảng 14 vào năm 2026, với cam kết của Lương Cường sẽ là một lòng một dạ theo Trung Quốc. Theo giới quan sát, đối thủ chính của Tô Lâm hiện nay chính là các tướng lĩnh quân đội thân Bắc Kinh. Nổi bật là Đại tướng Lương Cường, thường trực Ban Bí thư, và Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, trưởng ban tuyên giáo Trung ương. Họ đã và đang cấu kết với Trung Nam Hải để cản phá Tô Lâm. Vụ việc Đại học Fulbright Việt Nam bị cáo buộc nuôi dưỡng cách mạng màu là bằng chứng không thể chối bỏ. Có thể nói đây là một cuộc đua quyết liệt mà kết quả chưa thể đoán định được. Nhưng với tình thế như hiện nay, ông Tô Lâm có nhiều khả năng sẽ chịu lùi bước dù biết rằng quyền lực sẽ bị thu hẹp. Thậm chí cũng có suy đoán cho rằng nếu ông Tô Lâm kiên quyết bám cả hai ghế thì khả năng cao sẽ vấp phải sự chống đối mạnh mẽ của thế lực thân Trung Quốc trong đảng. Lúc đó Bắc Kinh sẽ buộc phải ra tay trừng phạt bằng biện pháp giật dây cho thế lực thân Trung Quốc trong quân đội tạo phản, để Bắc Kinh lấy cớ can thiệp quân sự là không thể loại trừ. Chủ tịch Hà Nội Trần Sĩ Thanh và vấn nạn lãnh đạo thủng rỗng kêu tỏ. Truyền thông nhà nước đưa tin khi tham dự hội nghị các thị trưởng ASEAN tại Lào, ông Trần Sĩ Thanh, chủ tịch tại Hà Nội, tự tin khẳng định với bạn bè quốc tế, Hà Nội hiện không có người ăn xin ăn mày, không có người vô gia cư. Phát biểu này ngay sau đó đã gây bão trên mạng xã hội và truyền thông quốc tế. Theo ông Thanh, những người ngủ đêm ở gầm cầu, ở các chợ không phải là người vô gia cư, bởi không phải họ không có nhà mà do đặc thù công việc của họ. Đồng thời, người đứng đầu chính quyền thủ đô khẳng định đời sống người dân ở thành phố này đang ngày càng được nâng lên. Hà Nội đang cố gắng làm những gì tốt nhất để phục vụ người dân, để cuộc sống người dân tốt hơn. Tuy nhiên, trên mạng xã hội có nhiều ý kiến phản biện đến ông Chủ tịch Hà Nội và khẳng định rằng ở thủ đô vẫn có rất nhiều người ăn xin, vô gia cư và môi trường bị ô nhiễm nặng nề. Đa số các ý kiến đều có chung nhận xét sự thật khác hẳn với lời của vị lãnh đạo thủ đô tuyên bố.
Điều này chứng tỏ ông Trần Sĩ Thanh rất quan liêu, không nắm sát thực tế, không gần dân. Đồng thời, nhiều ý kiến trên mạng cũng thể hiện sự bất bình và đưa ra các bằng chứng khẳng định việc tình cờ bắt gặp những người ăn xin, người vô gia cư ở Hà Nội là chuyện hết sức phổ biến. Đây không chỉ là một số ý kiến của một số cá nhân, mà ngay cả Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội vào ngày 14 tháng 10 đã có một phóng sự dài khoảng 15 phút với mô tả người ăn xin ngồi vật vờ trên các ngã đường không chỉ gây đau lòng mà còn là một vấn đề vấn nạn xã hội nhức nhối. Qua tìm hiểu của phóng viên Thời báo .d, một nhân chứng ở Hà Nội khẳng định vẫn có rất nhiều người ăn xin vô gia cư ở Hà Nội. Ban ngày họ đi ăn xin, buổi tối họ thường đến các nhà chùa để xin tá túc qua đêm. Đây là những người mà chính quyền Hà Nội gắn cho họ cái mác làm công việc xin tiền để kiếm sống, chứ không phải do hoàn cảnh khó khăn hay đói nghèo. Công luận Hà Nội nói chung và thủ đô Hà Nội nói riêng thấy rằng việc Chủ tịch Hà Nội Trần Sĩ Thanh bác bỏ vấn nạn ăn xin hay vô gia cư chỉ vì muốn chứng tỏ thành tích lãnh đạo cá nhân của mình. Đồng thời, ông muốn thể hiện rằng Hà Nội là thủ đô văn minh, kinh tế phát triển và không còn người nghèo. Trên thực tế thì số lượng người ăn xin lang thang ở Hà Nội gần đây có giảm bớt là điều có thật. Nhưng đó là kết quả của biện pháp của lãnh đạo Hà Nội đưa người ăn xin vào các trung tâm bảo trợ xã hội. Theo đó, việc thu gom người lang thang ăn xin là một trong các biện pháp giữ gìn hình ảnh thủ đô văn minh trong mắt người dân và du khách quốc tế. Tuy nhiên, đa số người dân thủ đô nhận thấy rằng chất lượng cuộc sống không chỉ vấn nạn người lang thang cơ nhỡ, và còn nhiều vấn đề lớn ảnh hưởng đến đời sống của người dân thủ đô hiện nay như an toàn và tắc nghẽn giao thông, chăm sóc y tế, ô nhiễm môi trường, an toàn thực phẩm và những vấn nạn học đường. Phát biểu mang tính khoe khoang của ông Trần Sĩ Thanh, đó cũng tương tự như phát biểu mang nặng tính tự mãn của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trước đây. Khi còn sống, ông Trọng từng khẳng định đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Nhưng thực tế cho thấy phát biểu này hoàn toàn trái ngược với những điều đã và đang diễn ra hàng ngày trong bất kỳ lĩnh vực nào của cuộc sống. Vấn nạn khoe mẽ hay phô bày về hình thức bên ngoài được cho là một đặc tính cố hữu của quan chức cộng sản. Đây là căn bệnh từ lâu người Việt Nam đề cập tới, đó là thùng rỗng thích kêu to. Khả năng Lương Cường sẽ trở thành Tổng Bí thư tại Đại hội Đảng lần thứ 14 không phải là quá khó. Theo dự kiến, kỳ họp thứ 8 của Quốc hội khóa 15 sẽ khai mạc vào ngày 21 tháng 10. Việc Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch nước mới thay cho ông Tô Lâm đã được công luận trong và ngoài nước hết sức quan tâm trong thời gian qua. Theo đánh giá, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường sẽ là người ngồi vào ghế Chủ tịch nước tới đây. Như vậy, nhiệm kỳ Đại hội 13 tới nay đã có tới 4 Chủ tịch nước và 3 lần thay đổi nhân sự đối với chức danh này. Đó là các ông Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng, Tô Lâm và nhân vật sắp được Quốc hội bầu. Điều đó càng cho thấy ghế Chủ tịch nước là một ghế nóng và có rớp. Nếu ngồi vào ghế ngay gai góc này thì dư luận cho rằng ông Lương Cường cũng khó có thể trụ được lâu. Vì nhiều lý do khác nhau, sự quan tâm của Bắc Kinh với việc bầu Chủ tịch nước Việt Nam sắp tới là điều rất đáng chú ý. Không chỉ là việc Đại tướng Lương Cường, Thường trực Ban Bí thư đã thực hiện một chuyến đi được cho là đầy tất khuất đến Bắc Kinh từ ngày 9 đến 12 tháng 10, mà kể cả chuyến thăm Việt Nam trong những ngày qua của Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường cũng cho thấy ban lãnh đạo Bắc Kinh hình như đã tính toán rất kỹ để đưa bằng được ông Cường vào ghế Chủ tịch nước ở Việt Nam. Trong khi chỉ trong một thời gian ngắn, ông Tô Lâm đã nhanh chóng nỗ lực để thâu tóm quyền lực trong đảng. Mục tiêu tối thượng của ông Tô Lâm là kiêm nhiệm cả hai chức danh Tổng Bí thư và Chủ tịch nước. Điều đó sẽ tạo thuận lợi cho ông trong công tác đối ngoại. Một khi Bắc Kinh đưa được Lương Cường vào ghế Chủ tịch nước thì sẽ hạn chế được quyền lực của Tổng Bí thư Tô Lâm, nhất là trong công tác đối ngoại. Theo một số nhận định, những hoạt động đối ngoại gần đây của ông Tô Lâm khiến Trung Quốc thể hiện sự không hài lòng bằng việc cho hải cảnh tấn công và đánh đập dã man ngư dân Quảng Ngãi. Tóm lại, Trung Nam Hải được cho là đang nỗ lực bằng mọi cách từng bước tước bỏ dần quyền lực của Tổng Bí thư Tô Lâm. Ngoài ra, việc ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam rút lại chức vụ Chủ tịch nước của ông Tô Lâm là hoàn toàn phù hợp với nguyên tắc lãnh đạo tập thể của Đảng Cộng sản. Đây là việc đã được duy trì từ năm 1986 cho đến nay để chống lại sự chuyên quyền, thậm chí là độc đoán, nhưng Lê Duẩn trong quá khứ. Như vậy là thiết chế tam trụ sẽ lại được thay thế bằng cơ cấu tứ trụ như thời cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên, thời gian giữ cương vị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước của ông Tô Lâm là quá ngắn ngủi, nên việc ông muốn áp đặt hay thao túng quyền lực theo lối ý của ông Trọng là ý của Đảng trước đây là điều không thể. Cũng có đánh giá cho rằng
ảnh hưởng sự tác động của Trung Quốc đối với chính trị Việt Nam thì ngày càng sâu sắc hơn là điều khó có thể đảo ngược, mà chuyến thăm của Thủ tướng Trung Quốc ông Lý Cường đến Hà Nội vừa qua là một minh chứng cho điều đó. Cũng theo đánh giá trên, ông Tô Lâm đã ý thức được điều này và tỏ thái độ sẵn sàng tuân thủ nguyên tắc lãnh đạo tập thể cá nhân phụ trách. Cho nên, trong cuộc gặp các lãnh đạo Đảng và Nhà nước vào ngày 15 tháng 8 vừa qua, ông Tô Lâm đã khẳng định sẽ kiện toàn các chức danh lãnh đạo cấp cao vào tháng 10 năm 2024. Đây là cách ông ta đánh tiếng với các bậc bộ lão rằng sẽ không có việc nhất thể hóa và không có sự thay đổi nào về cơ chế tập thể lãnh đạo. Đại tướng Lương Cường từng là một chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, một người được đào tạo ở Trung Quốc để trở thành cán bộ nguồn, làm lãnh đạo lâu dài. Đây được cho là lý do khiến Bắc Kinh tìm mọi cách để cho ông Lương Cường tiếp tục thăng tiến cao hơn nữa. Việc Đại tướng Lương Cường ngồi ghế Chủ tịch nước là bước đệm quan trọng để ở lại tại Đại hội 14 với tư cách là trường hợp đặc biệt. Đây là một thử thách không hề nhỏ đối với ông Tô Lâm hiện nay. Bài học của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trước Đại hội 12 từng áp đảo Tổng Trọng với sự ủng hộ của trên 70% ủy viên Trung ương Đảng, nhưng cuối cùng vẫn phải thua cuộc. Vì thế, việc ông Lương Cường trở thành Tổng Bí thư tại Đại hội Đảng lần thứ 14 không phải là không có khả năng xảy ra. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin khả năng Lương Cường sẽ trở thành Tổng Bí thư tại Đại hội 14 không phải là quá khó. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de.